Tôi thường suy nghĩ khi tôi không thể ngủ, suy nghĩ về con đường tôi đã đi, về những quyết định tôi đã thực hiện. Nếu tôi bắt đầu lại từ đầu, liệu tôi có đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau và liệu có tốt hơn không? Vào một thời điểm nào đó, bản thân sẽ trải qua nhiều quyết định sai lầm, kể cả học tập và công việc. Có lẽ trưởng thành thực sự không phải là tìm ra những lựa chọn toàn diện, mà chính là sự bình tĩnh và dũng khí đón nhận. Người đều cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, ngưỡng mộ người khác khi họ thành công rực rỡ, nhưng đa phần chúng mình đều là những con người bình thường, nên có chăng cũng không nhất thiết phải luôn chán nản hay hoảng loạn. Mình có thể cứ là một con ốc sên cần mẫn bò hay một chú chim kiên trì bay, nhất định sẽ có ngày mình đứng ở nơi rực rỡ, có cuộc sống mà mình từng khát vọng. Mình không thể quyết định được mặt trời mấy giờ mọc, nhưng có thể quyết định được bản thân mấy giờ dậy. Mình không thể khống chế được chặng đường dài, mình mệt nhoài đã một lần gục ngã. Định sẽ có ngày mình đứng ở nơi rực rỡ, có cuộc sống mà mình từng khát vọng. Mình không thể quyết định được mặt trời mấy giờ mọc, nhưng có thể quyết định được bản thân mấy giờ dậy. Mình không thể khống chế được độ dài của sinh mệnh, nhưng có thể tăng thêm chiều rộng của nó. Chỉ bằng cứ phấn đấu, tức là mỗi ngày đều sống nghiêm túc, mỗi việc dù nhỏ cũng cố làm tốt hơn, không dây dưa trách móc, không đùn đẩy trách nhiệm, không lười biếng trốn tránh. Nỗ lực từng ngày một thời gian dài mới có thể hội tụ được tất cả những gì mà chúng ta mong muốn. Con người thường hối tiếc vì những chuyện chưa làm, những điều chưa nói, hay là những ước mơ chưa dốc lòng theo đuổi. Mình đọc được một đoạn trích rất truyền cảm hứng ở cuốn sách Trong lòng bình yên chính là hạnh phúc, có nội dung thế này: tôi không muốn giam cầm bản thân vì người khác thêm nữa, tôi muốn được tự do. Tôi không còn quan tâm chuyện đó có khả thi hay không nữa, tôi quyết định chỉ tập trung vào việc mình muốn làm. Thay vì chờ đợi thế giới thay đổi, tôi chọn thay đổi bản thân mình. Ta chẳng thể nào kết luận bản thân không có khả năng làm việc gì khi mà ta chưa thử bắt tay vào làm nó. Sau cùng thì chúng ta chỉ hối tiếc về chuyện mình chưa làm mà thôi. Cậu nằm đó, cậu trằn trọc, cậu nghĩ, rồi cậu lại khóc. Vậy đó, nước mắt cứ rơi, tự dưng cảm thấy tủi thân. Tại sao cậu lại phải nhận lấy những điều tồi tệ như vậy? Cậu đơn thuần chỉ là một đứa trẻ bình thường, muốn sống một cuộc đời bình thường mà sao lại phải ôm vào người nhiều thứ tồi tệ đến thế? Quả thực, cậu không thở nổi nữa rồi. Người đều cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, ngưỡng mộ người khác khi họ thành công rực rỡ, nhưng đa phần chúng mình đều là những con người bình thường, nên có chăng cũng không nhất thiết phải luôn chán nản hay hoảng loạn. Mình có thể cứ là một con ốc sên cần mẫn bò hay một chú chim kiên trì bay, nhất định sẽ có ngày mình đứng ở nơi rực rỡ, có cuộc sống mà mình từng khát vọng. Mình không thể quyết định được mặt trời mấy giờ mọc, nhưng có thể quyết định được bản thân mấy giờ dậy. Mình không thể khống chế được độ dài của sinh mệnh, nhưng có thể tăng thêm chiều rộng của nó. Chỉ bằng cứ phấn đấu, tức là mỗi ngày đều sống nghiêm túc, mỗi việc dù nhỏ cũng cố làm tốt hơn, không dây dưa trách móc, không đùn đẩy trách nhiệm, không lười biếng trốn tránh. Nỗ lực từng ngày một thời gian dài mới có thể hội tụ được tất cả những gì mà chúng ta mong muốn. Why are you working so hard? Because what you like is very expensive. Where you want to go is very far away. The person who you love is a super perfect. Hãy ở bên cạnh một ai đấy mà người ta động viên cổ vũ bạn được làm những điều mà bạn ước mơ, bạn đam mê và bạn mong muốn làm trong cuộc đời. Đặc biệt là người ta mong muốn bạn thay đổi theo một chiều hướng tốt hơn, mà đó cũng chính là điều mà bạn mong muốn. Nhất định sẽ có ngày mình đứng ở nơi rực rỡ, có cuộc sống mà mình từng khát vọng.
Mình không thể quyết định được mặt trời mấy giờ mọc, nhưng có thể quyết định được bản thân mấy giờ dậy. Mình không thể khống chế được độ dài của sinh mệnh, nhưng có thể tăng thêm chiều rộng của nó. Chỉ bằng cứ phấn đấu, tức là mỗi ngày đều sống nghiêm túc, mỗi việc dù nhỏ cũng cố làm tốt hơn, không dây dưa trách móc, không đùn đẩy trách nhiệm, không lười biếng trốn tránh. Nỗ lực từng ngày một thời gian dài mới có thể hội tụ được tất cả những gì mà chúng ta mong muốn. Thầy giảng tư trung đã nói, đích đến cuối cùng và tối cao của sự học gói gọn trong một chữ duy nhất, chữ hơn. Không phải hơn người khác bởi vì đó là đố kỵ, hơn ở đây là hơn chính mình. Học để biết hơn, học để tốt hơn, học để lương thiện hơn, học để giải quyết nhiều vấn đề hơn, học để cuộc sống mình đỡ chán hơn. Khi mình nghĩ học để trở nên thành công, xuất sắc, tuyệt vời thì có thể với nhiều người điều đó nghe rất áp lực và nhụt chí. Nhưng khi mình nghĩ học để mình tốt hơn mình của ngày trước thì điều đó thực sự khả thi. Bởi sự học không bao giờ dừng lại và ai cũng có thể tốt hơn, bất kể người đó là ai và đang như thế nào. Vì thế khi mình hiểu rằng mình học để hơn chính mình trong quá trình trưởng thành, mình bắt đầu có niềm tin vào bản thân, vào con người, vào cuộc đời. Chúng mình hãy luôn mạnh dạn và yêu thương việc học các cậu nhé. Có một câu nói rất là hay, đó là sự khổ nhọc vì học tập chỉ là tạm thời, còn sự đau khổ vì không học sẽ là mãi mãi. Vì thế đừng vì một chút khó khăn trong quá trình nỗ lực mà vội bỏ cuộc. Hãy tiếp tục cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu nó có đánh ngã bạn thì vẫn hãy đứng dậy và tiếp tục cố gắng. Nó đánh ngã bạn 99 lần nhưng bạn vẫn đứng dậy và tiếp tục chiến đấu, bạn sẽ mạnh thêm 100 lần nữa. Vì thế đừng để một chút an nhàn lúc còn trẻ mà đánh mất sự phát triển cả cuộc đời. Em sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà cho dù ra sao đi nữa thì con phải kiên trì, phải vững vàng, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Vì bỏ cuộc là thất bại. Sẽ chẳng sao hết nếu hôm nay bạn buồn vì bầu trời đổ mưa, hay là việc bạn đóng cửa phòng, tắt hết thông báo điện thoại, tránh xa tất cả chỉ để ngủ một giấc sau một ngày quá dài. Bạn biết không, mỗi người đều có một giới hạn chịu đựng khác nhau. Người khác thấy chẳng có gì đáng buồn không có nghĩa là bạn không được phép buồn và đau khổ. Cho nên là nếu hôm nay là một ngày thật tệ đối với bạn, hãy cứ khóc. Còn nếu mệt rồi, hãy nghỉ ngơi. Nhưng mà khóc xong rồi đứng dậy, đi tiếp và đừng bỏ cuộc nhé. Mình đã từng đọc được ở đâu đó một câu nói như thế này: không phải ai cũng là than đá, dưới áp lực sẽ trở thành kim cương. Không phải ai cũng là khối sắt, dưới ánh lửa và tiếng búa đập nện sẽ thành hình. Lỡ như cậu là một chú sâu, ủng mình trong chiếc cán nhỏ tự nhảy vỗ cánh. Lỡ như cậu là một mầm cây, cần rất nhiều nước và ánh sáng để vươn vai. Mỗi chúng ta là một cá thể khác biệt, nên hãy dừng việc so sánh bản thân mình với người khác. Hãy thấu hiểu bản thân mình trước tiên, để biết mình là ai, mình cần gì, mình muốn gì, cậu nhé.